Với Kanga. Kanga bức cái gì vậy? Con sâu. Con sâu hả? Đâu? Con sâu đâu? Con sâu nhỏ đó. Con sâu đâu? Trong hồ. Con sâu đó hả? Này không phải sâu. Cái này là cây tràm, trái tràm á. Tràm xuyên diệp á. Đúng rồi, trái đẹp xuyên diệp á nè. À, mấy chị nè, mấy anh nào nè, hái trái tràm chơi nè. Không. Trái tràm mới khô đúng không? Này trái tràm khô nè, trái tràm. Cái gì 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 gì. Cái bạn nào chưa biết trái tràm á. Nhìn giống như con sâu vậy đó. Đây là trái tràm. Chào anh Xuân Diệp. Mẹ nè. Ừ, rồi. Màu gì? Màu xanh, đúng rồi, xanh lá. Mấy chị làm gì mấy chị? Yêu quá. Con sâu hả? Mẹ, yêu con kim á kìa. Hả? Rồi đi đây, đi cầu thang đi. Đi cầu thang cho mẹ đi Kanga. Bỏ này đi, hai chiếc đi, bỏ vô cái đó đó. Hai chiếc cho dầu dỗ mà làm gì? Ui. Chị Hẹn hái gì chị Hẹn? Con thấy sâu. Thấy sâu hả? Chứ nó không thấy sâu, đó là tràm xuân diệp đó con. Con không về giống như câu vậy đó. Con gọi sâu nhát mấy đứa chơi. Sâu. Gơ sợ hả? Gơ sợ gơ gơ nhắm hái hả gơ? Con cầm nè. Con bò nè. Bò. Con nhậm gì gơ? Con sợ hả? Con sợ con lên đây đứng đây. Dạ đi kìa, biểu diễn thời trang giống như mấy bạn kìa. Cây nóng sợ hả? Cây giỏi quá mà. Ơi. Mấy bạn á. Mấy bạn của Kanga á. Để cho mẹ coi coi. Chiều gió mát ra đây chơi. Ken, con nhắm hái không? Con sợ nào? Con sợ đó nữa hả? Nó không phải sâu đâu, con sợ. Đó chứ chạm mà. Bạn lại chơi với Ken quá trời kìa. Rồi đi đi.